Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức mới. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trên các diễn đàn giải trí vừa chia sẻ đoạn ảnh về một nữ MC dẫn trực tiếp sóng VTV8 trong một chương trình về nhan sắc. Cô gây chú ý nhờ vẻ ngoài sắc xảo, quyến rũ truy tìm nữ MC gây nghẽn sóng VTV, một fanpage đăng tải và nhận được sự tương tác cao của cộng đồng mạng. Nhanh chóng, khán giả nhận ra nữ MC gây bão là Quỳnh Chi, hot girl nơi đầu nổi đình nổi đám ở Sài Thành, đồng thời là MC có tiếng của số biết Việt. Tới ngày 28 tháng 11, cô cầm trịch đêm chung kết Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 cùng MC Anh Duy. Trao đổi với phóng viên, Quỳnh Chi cho biết, trang phục cô diện được thiết kế riêng nhằm tôn làn da sáng trắng nõn cùng số đo ba vòng gợi cảm. Ở tuổi 30, nhà sắc Quỳnh Chi được khán giả nhận xét ngày càng mặn mà. Quỳnh Chi cho hay, thời gian qua cô tập trung cho công việc kinh doanh nên ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong lần trở lại cầm mic, Mỹ Nhân sinh năm 1990 vẫn gây ấn tượng với lối dẫn chuyện lối quấn và khéo léo. Cô bày tỏ sự cảm động khi vẫn nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm từ khán giả cũng như các đồng nghiệp. Trong đêm chung kết Hoa Khôi Du lịch 2020, khi cầm kết quả và công bố không có ngôi vị Hoa Khôi, Quỳnh Chi tiết lộ cô cảm thấy rất bất ngờ nhưng vẫn giải quyết vô cùng khéo léo, điềm tĩnh. Cô cho rằng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là quyết định sau một quá trình theo dõi và đánh giá sát sao từ phía bàn giám khảo cuộc thi. Trước đây, Quỳnh Chi thuộc top những MC đất sâu và được yêu mến trong rất nhiều sự kiện, chương trình truyền hình. Nhiều năm trở lại đây, Quỳnh Chi quyết định chuyển hướng sang kinh doanh và lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Phải chia tay với công việc MC yêu thích có lúc khiến Quỳnh Chi vô cùng tiếc nuối. Nhưng vì nhiều lý do, cô cho rằng tất cả đều là cái duyên trong cuộc sống. Cô chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, một trong những lý do tôi quyết định kinh doanh là vì cần phải đầu tư một khoản tiền cho việc đi lại thăm con và để con có một cuộc sống đầy đủ hơn. Tất cả những gì tôi làm cũng là muốn con tôi được hạnh phúc. Ở tuổi 22, Quỳnh Chi khiến khán giả bất ngờ khi lên xe hoa. Năm 2015, Quỳnh Chi ly hôn chồng và thay đổi hình ảnh theo phong cách gợi cảm. Hiện tại, Quỳnh Chi cho biết cô sẵn sàng tái hôn khi kinh tế đủ mạnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.